Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay Tạ Phong Tần xin giới thiệu với quý khán giả một tác giả khác và một tác phẩm khác. Đó là Cố Nhà Văn Hồ Biểu Chánh. Ông Hồ Biểu Chánh sinh năm 1884, tên thật là Hồ Văn Trung, Tự Biểu Chánh Hiệu thứ tiên là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Ông là một viên chức dưới thời Pháp thuộc và làm quan đến chức đốc phủ sứ. Ông có chín người con, năm trai và bốn gái. Con trưởng là Hồ Văn Kỳ Trân, là một nhà báo và dân biểu thời Việt Nam Cộng hòa người con thứ hai thứ bảy là đại tá hồ văn di hinh nguyên là thị trưởng đà lạt và cháu đích tôn của ông là hồ văn kỳ thoại phó đề đốc hải quân của quân lực việt nam cộng hòa quê quán ông tại làng bình thành tỉnh gò công nay thuộc ấp thành nhất xã bình xuân thị xã gò công tỉnh tiền giang Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ, học chữ nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, rồi vào trường trung học ở Mỹ Tho, và Sài Gòn. Năm 1905 sau khi đậu thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của soái phủ Nam Kỳ, làm ký lục thông ngôn thăng dần đến đốc phủ xứ và từng giữ chức chủ quận ở nhiều nơi. Ông vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Tháng 8 năm 1941 sau khi về hưu, được Pháp mời làm cố vấn với danh hiệu nghị viên Hội đồng Liên bang Đông Dương và phó đốc lý thành phố Sài Gòn, đồng thời làm giám đốc những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa Pháp Việt. Sau khi tái chiếm Nam Bộ năm 1946, Cộng hòa tự trị Nam Kỳ được thành lập. Ông được mời làm cố vấn cho chính phủ Nguyễn Văn Thinh, nhưng chỉ được mấy tháng khi chính phủ Nguyễn Văn Thinh sụp đổ, ông lui về ở ẩn và dành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương. Ông mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhận, Gia Định, thọ 73 tuổi. Lăng mộ ông hiện nay được đặt ở đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò. Tiểu thuyết của ông thuộc về thời kỳ đầu của văn học chữ quốc ngữ, cốt truyện đơn giản, triết lý chủ đạo là ở hiền gặp lành, gợi mở cho người ta sống có tình nghĩa có đạo đức bây giờ chúng ta đọc tiểu thuyết của well, ông sẽ chúng ta sẽ thấy có những điều nếu mình so với cái thời kỳ hiện nay cái xã hội hiện nay thì mình thấy nó có nhiều cái nó rất là buồn cười thậm chí là nó kỳ dị nữa nhưng mà đó đây cũng là một phần lịch sử nam kỳ qua well, ngoài bút của cố nhà văn hồ biểu chánh qua well, cái đọc truyện của ông để mà chúng ta uh, là, là có thể tìm hiểu để biết rằng ở cái người miền nam kỳ cái thời đầu thế kỷ 19, à, đầu thế kỷ 20 à, đã sinh sống như thế nào, cái đất lề quê thoái ra làm sao, cái phong tục tập quán cái cư xử như thế rồi cái ngôn ngữ của họ sử dụng cái thời ấy nó như thế nào và nó so với cái thời hiện nay của mình nó là giống nhau chỗ nào và khác xa chỗ nào, nó cũng giống như là mình là một cái của ở là khảo cứu về lịch sử Nam Kỳ xưa đặc biệt là lịch sử của năm Sài Gòn đầu thế kỷ 20 có những cái bây giờ chúng ta vẫn giữ coi như đó là một cái mỹ tục tốt đẹp của người nam kỳ nhưng mà có những cái nó không có còn phù hợp với cái thời đại mới bây giờ ví dụ như là vấn đề vợ lẽ vợ vợ cả hay là um, tranh chấp về vấn đề mà Uh, ruộng nương tài sản rồi uh, học hành rồi đó thì có những cái nó không có còn phù hợp với thời bây giờ nhưng mà đọc học cái này đọc cái này mà chúng ta có thể thấy rằng hồi ngay từ đầu thế kỷ mười hai mặc dầu miền đất Nam Kỳ là mới được khai phá mới được thành lập và cũng vào cái thời điểm đó uh, thì cái dân dân Việt Nam mình á à, một người biết chữ nho bảy người biết chữ quốc ngữ mà ở là 75 người còn 100 người đi thì một người biết chữ nho bảy người biết chữ quốc ngữ rồi cái số phần lớn cái số dân còn lại thì lại là không biết chữ thành ra là có thể nói những cái tác phẩm của ông nó một phần nào nó giúp cho cái lòng hai do cái lòng ham học chữ Quốc ngữ của người Nam, dân Nam Kỳ nó phát triển và mở mang thêm bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi câu chuyện bỏ chồng của cố tác giả nhà văn Hồ biểu Chánh xin được phép bắt đầu chương 1 qua tháng 11 mùa mưa đã dứt rồi lại có ngọn gió bất thổi lao rao. Buổi chiều ở Sài Gòn, khí trời mát mẻ làm cho con người từ trẻ chí già đều khỏe khoắn trong mình. Nên đi ngoài đường, ai cũng lộ cái vẻ hớn hở tươi cười. Thế mà Chí Thiện năm nay đã được 28 tuổi, làm thơ ký toán cho một hãng buôn lớn tại đường Kinh Lấp đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, bộ đi chậm rãi, mặt mày buồn hiu, dường như thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo, thầy thủng thẳng lại đường Pellerin đón ô tô bớt mà về đa cao bước lên xe thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng mở tờ nhật báo ra mà xem không ngó kẻ qua người lại hai bên đường mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe tới đa cao xe ngừng thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống tránh xe kéo xe máy mà quẹo lên đường phôn bơ gần tới chỗ thầy ở thầy thấy con sáo là đứa con gái đứng đứng giữa cột điện mà chơi với con thầy tên con yến năm nay đã được sáu tuổi bây giờ thầy mới săn bước đi riết lại con yến kêu ba rồi chạy đón ôm bắp vế thầy thầy cúi xuống ôm mặt con mà hung đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm rồi nắm tay con dắt đi vô nhà trong nhà đèn sáng trưng nhưng từ trước ra sau đều vắng hoe, không nghe tiếng, không thấy dạng một người nào hết. Thầy thiện tất nón và hỏi con, má con ở đâu? Má nói má đi Sài Gòn. Đi hồi nào? Đi hồi chiều. Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo lên cái bàn viết, con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn rồi nói cô đi hồi 5 giờ, cô nói cô đi lấy cái áo cô đặt may hôm trước, cô biểu tôi ở nhà coi em. Thầy Thiện gật đầu, rồi thầy đi thẳng vô bếp, trên bếp lửa củi tắt hết, còn trên một bộ ván nhỏ gần đó thì nồi, son, chén, dĩa, bày bố nghinh ngang. Chị Thình là người nấu ăn, cũng không có mặt, lại nghe tiếng chị cười nói ôm sòm trong nhà bếp ở một bên đó thầy thiện trở lên rồi vô buồn thay quần áo cách chẳng bao lâu thầy nghe con yến ở phía trước la lớn má về má về thầy mặc một bộ đồ mát bằng vải trắng bước ra thì thấy vợ là cô anh cũng ngừng xe kéo trước cửa cô anh trả tiền xe rồi đi vô nhà tay cô ôm một gói nhẹ mà lớn gói bằng giấy trắng lại có buộc dây đỏ Thầy Thiện ngó vợ và cười, hỏi mình đi lấy áo phải không? Ừ, tôi hẹn với chị Tuyết tối nay đi dự cuộc giả yến dưới dinh xã Tây với chị nên phải lấy áo mới về nhà mặc. Chứ áo ở nhà cái nào cũng cũ mềm, bẩn coi sao được. Nè, áo mới họ may thiệt là khéo đó nha. Để tôi mặc thử cho mình coi nghe không? Thiệt thợ may bây giờ họ ăn mắt là đáng lắm con Yến đứng chàng ràng một bên mà cô Oanh không thèm ngó tới con để lo cởi áo lụa trắng đương mặt trong mình đó ra rồi soi kiến và mặc cái áo mới vô. Thầy Thiện bước tới nắm tay con dắt đi lại cái ghế cà-p-na-pê đã gần bàn viết mà ngồi rồi cha con ngó cô Oanh mặc thử áo mới. Cái áo hàng màu thiết may theo kiểu kim thời có theo bông xanh kích thước vừa vặn cô anh bận sát trong mình cô làm cho tỏ rõ cái phóc xinh đẹp của cô ngực nở lưng eo đít tròn tai nhỏ cô anh hỏi chồng mình coi tôi mặc cái áo màu này đẹp hay không nhỉ mình? đẹp lắm nước da mình trắng mình mặc màu đó thì phải rồi còn mình nhắm thử coi thở mai có vừa hay không Vừa lắm Khéo thiệt chứ, có phải không? Ừ, khéo thiệt Mình đặt áo mà có đặt mai luôn cái quần hay không? Có chứ, cái quần còn trong gói kìa Bây giờ chị em người ta bận đồ bộ hết thảy Mình mai có một cái áo không Rồi bận lẫn chỏn như nhà quê Coi làm sao mà được Cô Oanh đứng ngắm trong kiến, đã thèm rồi dây qua ngó chồng mà cười, khí sắc hân hoan mặt mày thật là tươi tốt. Thầy thiện ngó vợ, thầy cũng vui vẻ, trong lòng đã quên hết các sự mệt nhọc trong hãng cả ngày vừa qua, mà cũng không thèm tưởng tới sự mệt nhọc mới tới. Sẽ một lát nữa đây, chừng ăn cơm rồi, vợ thầy đi chơi, con thầy đi ngủ, cô anh bận thử cái áo mới rồi cô thấy làm vừa ý bây giờ cô cởi ra vừa cởi vừa nói với chồng tối nay mình nghỉ viết một bữa đặng đi chơi với tôi nghe không mình nghĩ sao được Phạm viết tiểu thuyết thì phải viết luôn luôn tư tưởng mới liên tiếp chớ nghĩ rồi nó đứt đoạn câu chuyện bời rời làm sao mà hay cho được ôi hay dở mà làm gì thứ viết tiểu thuyết đặng đăng báo ta viết lấy có miễn họ đọc cho vui thì thôi nói như mình vậy sao phải dẫu làm nghề nào cũng phải dụng tâm mới được chứ. Thở nay tiểu thuyết của tôi đăng báo được công chúng hoan nghênh ấy là nhờ tôi dũng tâm, dũng trí nhiều lắm nên mới được như vậy. Nếu tôi thấy người ta yêu rồi dễ dãi, không viết văn cho kỹ, không sắp chuyện cho kịch, để độc giả chán ngán, rồi làm sao mà kéo dư luận lại cho được? mình cứ lo việc gì ở đâu hoài đi xem hát bóng đi dự khiêu vũ chơi cho vui trong cuộc chơi mỗi người có một chỗ thích riêng người thích xem hát người thích nhảy đầm người thích đá banh người thích cá ngựa người thích tập lội người thích đọc sách phận tôi thì tôi thích viết tiểu thuyết tại cái óc của tôi nó thích như vậy không thể sửa đổi được ở đời phải hưởng các thú vui của đời thì sự sống của mình nó mới có ý nghĩa chứ sống mà lọ mỏ dưới bóng đèn bôi lem trên trang giấy như tối ngày sáng đêm thì sống nó vô ích quá sao lại vô ích tôi viết tiểu thuyết đặng đăng báo mỗi tháng cũng có được sáu chục đồng bạc chứ nhiều dữ ha tuy không nhiều nhưng cũng nhờ nó phụ thêm với số lương bảy chục đồng hãng phát nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi túng rối đó chứ con yến nắm lấy tài bà mà nói ba biểu dọn cơm ăn đi ba con đói quá rồi thầy thiện lật đầu ừ để má xếp áo rồi sẽ đi ăn cô oanh châu mài mà nói còn quỷ sao nó làm cái giống gì vậy đâu mà ở nhà con nhỏ đói bụng nó không chịu lấy cơm cho con nhỏ ăn gì kìa biểu chỉ thành dọn cơm đi cho mau ôi thôi một chút nữa rồi bận mà xếp giống gì để máng trên giá cho khỏi có lặng. cô xách hết hai cái áo và gói quần đi vô trong buồng rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hường đi ra con sáu ở phía sau đi lên nói thưa dì hai thình sửa soạn dọn cơm ở dưới cô oanh nói ừ biểu dọn cơm đi tao ăn ba hộp rồi tao sửa soạn đặng con đi giữ giả yếm chứ nếu chỉ làm chậm chỉ để tao trễ đây đố chỉ khỏi tay tao cô kéo một cái ghế mà ngồi rồi lột đôi bông tay ra mà lao lầm bầm nói với chồng Đôi bông tai này, cái hộp nhỏ xíu, đeo mắt cỡ muốn chết vậy. mở muốn cặp hộp trầm trọng, trọng một chút Nói với mình mấy năm nay Mà mình làm lỡ hoài Tôi muốn sắm cho mình lắm chứ Ngặt vì tiền không có dư Tôi biết làm sao Một cặp hộp đeo coi cho được Chừng bốn năm trăm chứ bao nhiêu mình nhớ lại coi có khi nào tôi có tới cái số bạc đó hay không. Nếu tôi có mà không sắm cho mình, hãy trách tôi chứ hãy nói á, thì mình cứ than không có tiền thôi thì bữa nào tôi mua một đôi bông đầm tôi đeo chứ đeo xoàng mà hộp nhỏ quá như đồ con nít coi gì cục lắm mà sắm được bộ đồ còn thiếu đôi giày nữa đây mình có giày mà có mà nó cũ mang coi không xứng với bộ quần áo mới đó chứ mang đỡ tới đầu tháng rồi sẽ mua tự nhiên phải mang đỡ chứ làm sao bây giờ trễ rồi dỗ có muốn nuôi mua cũng không kịp còn cái bóp nữa chỉ em người ta dùng bóp 10 đồng còn tôi cầm cái bóp 3 đồng coi hèn hạ quá bóp để đựng khăn son phấn hoặc đựng tiền chút đỉnh cần gì phải mua đồ mắc tiền xài đồ mắc tiền coi nó mới sang trọng chứ sang trọng hay không là tại mình chứ đồ mình dùng có thể gì nó làm cho mình sang trọng được ví như một tên xa phu may được trúng số rồi mua xe hơi mà đi cái xe hơi có làm cho nó sang trọng được đâu mình nói chuyện nghe xưa quá đời nay hãy xài đồ tốt quá thì nó sang bởi vì đồ đó ở trước con mắt người ta chưa học thức hay là đạo đức đều không có hình thức Ai thấy được đâu mà kính phục. Thầy Thiện lắc đầu. Con sáo ra thưa cho chủ hay. Cơm đã dọn rồi. Vợ chồng thầy Thiện đứng dậy. Dắt con đi vô trong mặn cơm. chương 2 đồng hồ gõ 9 giờ, thầy thiện đưa ngồi tại bàn viết coi sách, con Yến lại nằm trên ghế canapé gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ, rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến dở tờ nhật trình ra coi hình, không nói một tiếng chi hết. Cách một hồi, con Yến hỏi, Má sửa sợ ăn đâu vậy má? Má không ngủ với con hay sao? Cô anh đáp, đã má đi chơi con nhà ngủ với ba đi nghe không má đi chơi một chút rồi má về thầy thiện dây lại thì thấy vợ bận đồ mới đầu chảy láng mướt tóc bới sát ót mặt dồi phấn thiệt khéo môi thoa son đỏ lòm chân mài vẽ cong vòng chân mang giày da màu xám cao gót đường đứng trước cái tủ kiến mà soi cả mình rồi ngắm nghía thầy ngó vợ rồi chím chím cười coi bộ thầy đắc ý lắm cô anh dây lại hỏi chồng tôi bận như vậy mà đi dự giả yến mình coi tôi có thua xúc họ hay không không thua đâu áo quần đã tốt lại thêm mình có sắc đẹp nữa thì làm sao mà mình thua được sắc của tôi nó đẹp lắm hay sao đẹp lắm Ví như có cuộc đấu sắc đẹp, tôi dự đấu được hay không? Được lắm chứ, tôi chắc mình sẽ đoạt giải nhất. Đừng có mà tôi khen thái quá như vậy. Không, tôi nói thiệt chứ, không có vị gì đâu. Thiệt, cô anh đẹp lắm. Tuy năm nay cô đã được 25 tuổi rồi, lại có một đứa con mà hình dung cô vẫn còn xinh tốt như gái mới lớn lên. Da mặt cô còn thẳng băng, lại trắng đỏ, miệng cô cười luôn, gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, như hoa nở. Lại thêm cặp mắt cô, nó có cái vẻ hữu tình. Hãy cô ngó, thì đàn ông, con trai, thải điều động tâm loạn trí cô mở tủ lấy cái bóp ra rồi hỏi chồng mấy giờ rồi chín giờ mười phút nếu vậy thì còn sớm chị tuyết hẹn 9 giờ rưỡi chị mới ghé rước cô tuyết có hứa rước mình hay không có chỉ hứa đem xe hơi lại rước tôi rồi khuya chỉ đưa tôi về được vậy thì tiện lắm, chứ khuya mà đi xe kéo một mình từ dưới dinh xã Tây về tới trên này, phải sợ chứ. Không có sao đâu mà sợ, chị Tuyết hứa khuya chỉ sẽ đưa tôi về tới nhà. Nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa, cô anh ngó ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền, gần 40 tuổi, thương gia trên chợ Tân Định, vợ chồng mặc y phục gọn gàng theo kiểu khiêu vũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa hỏi, chị anh sửa soạn rồi chưa? Rồi, rồi, chào anh chị, tôi chờ anh chị nãy giờ đây. Thầy Thiện cúi đầu chào cô Tuyết và bắt tay chào Hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết nói: "Cảm ơn tới giờ rồi, để tôi đi chứ. Ủa thầy không đi hay sao nên không thay đồ." "Thưa, tôi đi cũng được, nhưng mà để vợ ông một mình tôi đi." "Tại sao thầy đi không được, đi chơi đi chứ?" "Thưa tôi mắc làm việc." Hiền nói tiếp: Tôi biết mà, mé sự thiện mắc lo viết tiểu thuyết chứ gì. Phải, tôi mắc viết tiểu thuyết. Thầy viết tiểu thuyết thiệt đó là hay. Tôi khen lắm, xong tôi khuyên thầy phải vui chơi chút đỉnh với anh em. Chứ làm việc quá sợ mang bệnh đa. Thầy à, cảm ơn, tôi viết liệu sức của tôi dù không ham chơi nhưng mà cứ mỗi tuần đến thứ bảy hoặc chủ nhật cũng phải vui chơi một lần đặng giải trí mà mở rộng đường giao thiệp rút ở trong hang hoài anh em người ta kêu mình bằng gấu đó kêu bằng giống gì cũng được ở nhà sợ người ta kêu gấu đi chơi cũng sợ người tiêu người ta kêu mình bằng ngựa vậy hai cô thúc nên hiền phải gác tay từ giả thiện mà trở ra xe cô oanh theo vợ chồng của tuyết đi rồi thầy thiện dòm lại thì thấy con yến đã ngủ khò khò thầy bầm nó vô giường rồi quạt mũi bỏ mùm cho nó ngủ chị thình với con sáo cũng ngủ hết trong nhà vắng vẻ im liềm thầy thiện bèn ngồi lại bàn viết lấy giấy viết sửa soạn viết tiếp tiểu thuyết Cô Lý là nữ giáo sư ở căn phố khích một bên thầy thiện, cũng đồng một tuổi với cô Oanh, nhưng mà cô chưa có chồng. Lại nhăn sắc kém cô Oanh nhiều, cô bước nhẹ nhẹ vô cửa rồi hỏi. Xe rước chị đi đâu vậy anh? Thầy thiện ngó lại, thấy cô Lý thì chào rồi đáp. Vợ chồng cô Tuyết rước nhà tôi đi khiêu vũ chơi với dân xã Tây. À đêm nay họ bài cuộc giả yến Em coi nhược trình Thấy họ hô hào dữ quá Vậy mà em quên chứ Sao cô không đi Ồ bao giờ em đến chỗ như vậy Mời cô ngồi chơi Thôi để cho anh làm việc chứ. Tôi viết tiểu thuyết chứ chẳng có việc chi gấp. Tối nay bữa nay nhằm tới thứ bảy. Dầu không viết cũng được. Mời cô ngồi nói chuyện chơi. Em sợ làm mất thời giờ của anh. Xin cô chớ có ngại. Cô Lý bèn ngồi xuống ghế canapé một bên bàn viết. Rồi cô hỏi, chị Oanh đi chơi, sao anh không đi với chị? Tôi cũng như cô, không ưa đến mấy cái chỗ như vậy. Vợ chồng nếu đi chơi thì phải đi với nhau, còn như không muốn đi thì ở nhà hết. Chứ sao chị đi mà anh ở nhà? Đời nay đàn bà tự do, nếu họ đi đâu mình cứ đi theo đó thì họ nói mình kiềm thúc áp chế. Vì vậy mà tôi ít khi đi chơi với nhà tôi Đã vậy mà cuộc chơi ở đó Nhà tôi thích Thì tôi lại không thích Nếu đi theo Thì tôi buồn lắm Anh nói phải Đờn bà thời nay Nên để cho họ tự do Chứ nếu đàn ông còn kiềm chế như lớp xưa Thì không hạp với trình độ tấn hóa Tuy vậy Mà theo ý em Quyền tự do cũng phải có cái giới hạn Như các quyền khác Em sợ người mình thì ít học Nên không biết cái giới hạn ở chỗ nào Rồi trèo leo ra ngoài vòng mà có hại Cô biết lo bảo thủ phong hóa như vậy Cô làm giáo sư thiệt đáng lắm Cô ở gần tôi hơn một năm nay Qua lại nói chuyện chơi hàng ngày Có lẽ cô biết rõ tánh ý của nhà tôi Tuy nó học ít nhưng nó thương chồng lắm nó có một tật mà thôi đó là ham vui hễ nó nghe nói một cuộc vui chơi nào thì nó rộn rực đòi đi cho được mới nghe còn tôi thì ưa vắng vẻ bình tĩnh tôi không chịu đến mấy cái chỗ đông đảo ồn ào tôi nghĩ nhà tôi còn trẻ tuổi thì tánh ham vui tự nhiên hạp với tuổi trẻ ấy nếu mà tôi bắt nó phải đổi tánh ham vui của nó mà tập theo cái tánh tư ưa yên tĩnh của tôi thì tội nghiệp cho nó mà tôi cũng thành ra một anh chồng áp chế tại như vậy mà tôi để cho nhà tôi thăm thả đặng vui lòng nó chị đi chơi một mình như vậy thì anh không có ghen hay sao tại sao mà tôi phải ghen trong đời này tôi chẳng thương người nào hoặc yêu vật gì cho bằng vợ với con tôi mà tôi biết chắc vợ tôi nó thương tôi lắm dầu làm việc gì dầu đi chỗ nào nó cũng không quên tôi được vợ chồng thương yêu nhau như vậy thì có cớ gì mà không tin bụng nhau mà phải ghen mình có vật quý mình phải biết yêu chuộng thì kẻ khác họ thấy họ cũng yêu chuộng như mình ấy vậy mình có vật quý mình phải giữ gìn không nên để hơ hỏng cho người ta ăn cắp vật thì không biết nói không biết xét nên ai muốn lấy đem đi đâu cũng được còn người biết suy nghĩ biết tốt xấu biết phải quấy có lẽ nào đương đứng chỗ thanh cao mà đành để cho họ kéo xuống cái chỗ dơ giấy hay sao vật với người khác nhau không thể so sánh được Em muốn thử bụng anh mà chơi chứ không phải em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh, chị có sẵn một người chồng biết thương, biết kính trọng chị mà chị có một đứa con đáng yêu, đáng mến nữa. Thế thì còn muốn việc gì nữa mà mình nghi. Cô nói phải, vợ tôi hay đi chơi là tại nó có tánh ham vui chứ không bao giờ có ý gì khác, bởi vậy tôi không có nghi ngờ chút nào hết. Cô Lý chúm chím cười, cô không muốn nói chuyện ấy nữa, nên cô hỏi, con Yến đã 6 tuổi rồi, sao anh không tính cho con nó đi học lần đi? Mấy tháng nay tôi cũng có ý cho nó đi học, ngặt vì nó còn nhỏ quá nên sợ đi đường bất tiện, lại không biết ở nhà trường người ta có chịu lãnh dạy hay không. Được mà, nếu anh muốn cho nó đi học Thì em sẽ nói với bà đốc học Đặng đem nó vô sổ dùm cho Mỗi bữa đi học Thì nó đi xe kéo với em Vô trường em có chừng nó Không sao đâu mà anh sợ Anh đợi tới nó lớn rồi Mới cho đi học Thì trễ còn gì Nếu cô sẵn lòng dìu dắt cháu như vậy Thì tôi cảm ơn cô lắm Thôi anh sửa soạn cho cháu, rồi sớm mơi thứ hai em dắt cháu đi. Tôi sẽ làm như lời cô dạy. Cô Lý ngó giấy tờ trên bàn viết, rồi hỏi nữa. Anh đừng viết bộ tiểu thuyết nào đó vậy. Tôi viết thử một bộ về phong tục chơi. Chà, chả anh động đến phong tục. Em sợ chẳng khỏi mít lòng người ta. Tôi cứ do công tâm chánh lý mà bình phẩm, dẫu không phải làm mít lòng người ta thì tôi cũng chịu, chờ biết làm sao. Anh viết tiểu thuyết phong tục, tất nhiên anh quan sát phong tục nhiều rồi. Vậy em xin hỏi anh, phong tục đời xưa tốt hay phong tục thời nay tốt? Phong tục là gì? Ấy là những thói người ta quen làm. Người đời nào thì có phong tục riêng theo đời nấy đời dời đổi người tánh hóa thì phong tục cũng dời đổi tấn hóa theo như vậy ấy vậy mình chẳng nên coi phong tục xưa là xấu còn cái phong tục nay là tốt hay phong tục xưa là tốt còn phong tục nay là xấu xong có một điều này là vạn vật hễ có bề mặt tự nhiên phải có bề trái phong tục cũng vậy có lợi tự nhiên có hại có phải tự nhiên có quấy cầm viết mà bình phẩm phong tục thì cần phải chỉ trích cái chỗ hại chỗ quấy đó cho người đồng thời thấy sửa hoặc tránh đi như vậy thôi em thường nghe nhiều người nói phong tục thời nay tồi bại theo lời anh mới luận đó té ra mấy người thăng trách như vậy là vô lý hay sao phải thăng trách như vậy theo ý tôi là vô lý để tôi chỉ vài cái phong tục mà hiện nay người ta đương phiền trách đó rồi tôi cắt nghĩa chỗ quấy cho cô nghe lớp ông bà mình hồi trước sai mê mấy câu sách cũ mềm của chạch như nam nữ thọ thọ bất thân như nhi nữ bất xuất khuê môn rồi buộc đàn bà con gái không được đụng đến tay đàn ông con trai không được trường mặt ra khỏi phòng hễ không được ra khỏi phòng thì gái chừng đúng tuổi lấy chồng có biết ai đâu mà lựa chọn bởi vậy cha mẹ định gả nơi nào cũng phải ưng chịu hết thảy lớp trước thì không có đường xá ai ở nhà nấy sự giao thiệp hẹp hòi nên mấy cái tục tôi mới nói đó nó thích hợp với hoàn cảnh đó lắm dân nói theo không có than phiền không có chê bai chi hết đời nay thì có tàu có xe lửa, có xe hơi, có máy bay, đường giao thiệp rất là dễ dàng, rất mau lẹ. Đã vậy mà con gái bây giờ có thể học như con trai, chừng học rồi cũng có thể làm việc như đàn ông con trai. Xã hội tấn hóa như vậy, tự nhiên cái phong tục nó phải dỗ đổi dời theo. Hễ con gái được gặp, được nói chuyện, được bắt tay, chào hỏi đàn ông con trai, thì chừng đúng tuổi lấy chồng, tự nhiên nó biết chọn lựa, chẳng cần cha mẹ định nữa thiệt trong mấy cái phong tục tôi mới nói đó thì xưa với nay khác nhau như trắng với đen nhưng xưa thì hạt với xưa nay thì hạt với nay bởi vậy mình không nên chê tục xưa là hữu bại mà cũng không nên chê tục nay là tội bại có một điều này dầu xưa hay nay, nay đều hại hết là nếu con gái xưa cứ lục đục ở trong khuê phòng không thấy ai hết túng thế phải giao tình với nô bọc hoặc con gái đời nay được đi ra đường thông thả giao tình với mọi người làm như vậy thì xưa nay gì hết, cũng không tốt hết thảy anh nói như vậy thì anh viết tiểu thuyết phong tục anh không kích bác tục xưa hay là tục nai gì hết hay sao tôi sẽ kích bác dữ lắm chứ xong rồi kích bác ngạo bán cho nó cái chỗ có hại, cái chỗ xấu của phong tục mà thôi. Em thấy anh không ưa đi chơi, em tưởng anh thủ cựu, té ra anh lại có tâm hồn mới mẻ quá. Nếu tôi không có tâm hồn mới Thì làm sao mà tôi để cho vợ tôi thâm thả đi khiêu vũ một mình Em đợi bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản Đặng em đọc thử coi cái tâm hồn của anh nó mới Mà biết cách nào mới cho nó biết để tôi biết xong rồi tôi để cho cô đọc trước mà tôi nói trước cho cô được biết tôi tán tụng phong tục lung lắm đó nè nhất đó là phong tục về sự giao thiệp của đàn bà mới cô không có ưa đi chơi tôi cô không chịu khiêu vũ tôi sợ cô đọc cô không có thích em không đi chơi á vì em không nỡ lãng phí thời giờ, ban ngày á đi dạy học, ban đêm á thì mắc đọc sách, em có thời giờ rảnh đâu mà đi chơi, còn em á không chịu khiêu vũ là vì em không thích cuộc chơi ấy. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay, những cái lý tưởng mới chẳng trái tai gai mắt em đâu mà anh ngại. Em ngồi nói chuyện giống dài, mất thời giờ của anh hết bổn. Thôi em về đọc sách để cho anh làm việc. Thầy Thiện đưa cô Lý ra tới thiềm, rồi thầy rỡ vô khép cửa lại, viết tiểu thuyết. Thầy ngồi trơ trơ một mình dưới bóng đèn, trong nhà vắng tanh, lúc nào ngước mặt lên mà suy nghĩ, thì thầy ngó tấm hình chụp của vợ treo trên vách, rồi miệng chúm chín cười trường 3 cách mấy tháng trước thình lình có một luồng gió ái bằng tức là phong trào thương người nghèo thổi ngang qua cái vùng Sài Gòn chợ lớn làm cho bực Phú hộ vơi hẳn trí thức được mát mẻ rồi nhớ lại mà thương những nỗi cùng khổ của đám dân nghèo mấy ông mới hội hiệp mà bàn tính lăng xăng người tính cách nhà cao ráo sạch sẽ để cho hạng lao động mướn rẻ mà ở cho khỏi bệnh hoạn kẻ tính lập nhà báo xanh trong mấy xóm bình dân để cho đàn bà tiện bề sinh sản người muốn mở trường tiểu học khắp nơi để dạy cho con nít nghèo đều biết đọc biết viết kẻ bày phát sữa phát bánh phát áo phát quần cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách có người lại muốn lập sở để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang mà đi làm việc có người lại còn muốn đặt ra nhiều chỗ để kiếm công việc cho đám bần dân làm ăn bản tính bàn tính thì ai cũng xuất sắn mà thực hành thì ai cũng do dự ngập ngừng bởi vì làm những công cuộc ấy thì phải cần có cho nhiều tiền mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi chứ không chịu thí tiền muốn người khác ra tiền đặng là mình làm cho dễ vì vậy nên trí tính đứng sống sang ở đây mà việc làm thì còn xa mút tí tè trông thấy lờ mờ không rõ hình thức có một nhóm người nóng nải không muốn năng thuyết bất năng hành bèn thừa dịp tâm hồn người an nam ham vui chơi mà tổ chức những cuộc diễn kịch và khiêu vũ để lấy tiền giúp ích cho bần dân cuộc giả yến tổ chức tại dinh xã tây đêm nay là có cái mục đích như vậy đó Nhờ các báo khuyến khích trót một tuần lễ rồi, nên công chúng, nhất là hạng người ăn chơi, ai cũng xôn xao đi dự giả yến tuy giấy dán cùng đường rao 10 giờ tối mới khai mạc mà vừa quá 9 giờ thì xe hơi xe kéo chở nam thanh tử tú đến trước dinh xã tây người nào cũng xinh đẹp trang sức cũng đẹp dầu không quen cũng ngó nhau mà cười trên mặt mỗi người đều có cái vẻ hớn hở vui là vì có dịp khoe áo khoe quần có dịp nam nữ thông thả ngồi gần nhau ôm nhau chứ không phải vui vì được cứu giúp cho hạng bình dân đói khổ cô oanh với vợ chồng cô tuyết bước xuống xe thấy trong dinh xã tây cờ treo trang hoàng đèn đốt sáng hoắt nam thanh nữ tú náo nức lại qua thì bương bả đi vô dường như sợ đến trễ rồi nó hao bớt cái sự vui của mình vậy đúng 10 giờ, nhạc đánh khai mạc của khiêu vũ. Ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách. Rồi nam thanh nữ tú mới bắt cặp với nhau, tràn qua, xích lại, theo nhịp đờn cô anh được trai mời nhảy luôn mấy chập đã mệt nên cô kiếm một cái ghế ở phía sau mà ngồi nghỉ trong lòng cô vui nên sắc mặt hớn hở mà lại có chút mệt nên má ửng đỏ cặp mắt như gương dung nhan của cô bây giờ còn đẹp hơn hồi ở nhà bội phần Cô đương ngồi, ngắm kẻ xa, ngó người gần, bỗng có một ông trạc chừng 40 tuổi, mép trên để râu lúng phúng, mái tóc đã thấy bạc năm mười sợi, mặc cái áo quần nỉ đen với cái fan sơ, may thiệt là khéo. Ông kéo một cái ghế lại gần, để ngay trước mặt cô, cúi đầu chào và ngồi xuống hỏi. Xin lỗi cô, không biết có phải gốc cô ở trà ôn hay không cô oanh chân hửng không hiểu tại sao mà người ta biết gốc tích của mình xong nghĩ không có cớ gì mà phải giấu nên cô gật đầu đáp thưa phải em gốc ở trà ôn phải cô là con của ông cả hay không thưa phải em cũng xin lỗi mà hỏi lại ông là ai mà ông biết em tôi là người đồng hương với cô đây tôi là hội đồng đàn đấy vậy hay sao em có nghe danh ông nhưng vì thuở nay không có dịp gặp ông lần nào nên em không biết xin ông tha lỗi cho em cô không có lỗi chi hết danh tôi ai cũng nghe chớ mặt tôi làm sao mà người ta biết cho hết được mà một người đàn bà trẻ tuổi có sắc có duyên như cô lại là bạn đồng hương nữa dẫu có lỗi gì với tôi tôi cũng tha hết tuy tôi gốc ở trà ôm nhưng vừa lớn thì tôi ở trên này lâu lâu á tôi mới về xứ thăm bà con một lần mà thôi chứ không có về thường nên cô không biết tôi nghĩ chẳng lạ gì còn cô hiểu tại sao mà tôi biết cô ấy không thưa không tại sao mà ông biết em Tại gương mặt của cô giống bà cả quá Nên tôi thấy cô thì tôi nghi liền Cô Oanh nhích miệng cười Gương mặt càng thêm vui vẻ, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở, vì ông hội đồng đàn là người đồng hương, cô không còn ái ngại chi nữa, nên cô nói với cái giọng thiệt thà tự nhiên. Phải, em giống má em lắm thở nay có nhiều người nhìn em cũng nói như ông vậy ông ở trên này mà nhà ở đường nào coi kìa cô chưa biết nhà của tôi hay sao cái nhà lầu ở trong chợ quán ngó ra đường Galine đó ở đất sài gòn chợ lớn có ai mà không biết nhà tôi vì em vít ít cô vô cái miệt đó nên em chưa biết nghe nói cô có chồng về ở trên này, phải không? Thưa phải, cô ở chỗ nào? Thưa ở đường Phôn Bơ, trên Đa Cao. Thầy làm việc ở sở nào? Thưa làm thơ toán trong hãng buôn ở đường Kinh Lấp. Mời cô khi nào có dịp đi vô chợ quán thì ghé nhà tôi chơi. Anh em đồng hương thì ngại cái giống gì. Gặp được bà con một xứ tôi mừng lắm. Có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô oanh rồi cúi chào rất thanh nhã, tỏ ý mời cô khiêu vũ. Ông hội đồng đàn dây lại nói, xin ông mời người khác vì cô ba có hứa sẽ nhảy với tôi lớp này. Ông trẻ tuổi cúi đầu rồi đi, ông hội đồng đàn ngó cô oanh mặt cười rồi hỏi, phải cô thứ ba hay không? Thưa không, em thứ hai. Tôi nói cứu mạng để cho họ đi cho rảnh, để mình nói chuyện chơi. Thầy là người nào đâu, xin cô tiến dẫn, đặng tôi làm quen một chút. Chồng em ở nhà chứ không có ở đây. Ủa vậy cô đi với ai? Em đi với hai vợ chồng chị Tuyết là chị em bạn với em. Tôi chắc cô thích khiêu vũ lắm, mời cô nhảy với tôi một lát chơi. Cô anh cười và đứng dậy gọn gàng. Ông hội đồng đàn cũng đứng dậy, cặp tay cô dắt ra giữa phòng, rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc nhất, mấy cặp khiêu vũ đều ngưng, hội đồng đàn với cô anh ngó nhau cười. Hội đồng đàn cặp tay dắt cô ra và nói, Cô hai nhảy dịu dàng chắc nhịp, tôi thích mà tôi khen cô lắm, cô biết khiêu vũ đã lâu rồi phải không? Thưa em mới biết nhảy từ hôm tết tới giờ nhảy chưa đầy một năm mà cô giỏi như vậy càng đáng khen hơn nữa ông vị tinh đồng hương mà ông khen như vậy chứ em đâu có giỏi cô nói tiếng vị tình nghe không có mặn mòi phải nói mến tình mới trúng ý thôi hai người lại ngó nhau mà cười nữa ông hội đồng đàn nói mình láng chán ở đây chắc chẳng khỏi bị người ta mời nhảy nữa mà tôi thấy cô nhảy với người khác thì chắc tôi buồn lắm vậy cô mời cô bước qua cái phòng bên này với tôi đặng kiếm đồ uống giải khát một chút rồi mình sẽ nhảy với nhau nữa Hội đồng đàn dắt cô quanh qua cái phòng phía tay trái, thấy một cái bàn trống, bàn ngồi cô ngồi, rồi kêu bồi đem qua ra một cái chai xăm panh. Ông mở hộp thuốc điếu và đưa ra mời cô. Tuy cô không biết hút, nhưng vì thấy chị em đi khiêu vũ, phần nhiều hút thuốc, uống rượu, cũng như đàn ông. Nếu mình không làm như người ta, thì té ra mình quê mùa, bởi vậy cô lấy một điếu rồi đốt mà hút bồi bưng rượu lại hội đồng đàn biểu rót hai ly rồi mời cô cô ngó ly rượu mà cười và nói em không có biết uống rượu em sợ uống rồi say chết rượu xâm panh mà say giống gì uống nó mát mà tiêu chứ cô uống một ly để giải khát rồi khuya một chút nữa mình sẽ kiếm đồ ăn uống sợ say rồi đỏ mặt coi kỳ quá à đỏ mặt cô coi càng thêm đẹp chứ kỹ giống gì nói cùng mà nghe ví dụ cô có say thì tôi đưa cô về có sẵn xe hơi cô đừng có ngại tôi có đủ sức bảo hộ cô mà cô uống với tôi một ly đặng mừng ngày tha hương ngủ cố tri cô anh bưng ly rượu mà cũng với ông hội đồng đàn rồi cũng uống một hơi hết phân nữa cô hứa với thầy cô đi chơi tới mấy giờ mới cô mới về em không có hứa gì hết nữa. em muốn đi chơi tới chừng nào cũng được cô có chồng mà cô được tự do như vậy tôi mừng cho cô lắm nè đời nay chồng đâu có bó buộc vợ như xưa nữa tôi á, là người đời nay mà cái ốc của tôi á, nó khác hơn người ta lắm hãy tôi thương ai á, thì tôi ghen tôi không có cho đi đâu một mình tôi nói thiệt nếu tôi có vợ trẻ tuổi mà lại xinh đẹp và có duyên như cô đây á, thì tôi chẳng dám rời ra một giây phút nào hết đi đâu cũng có tôi đi theo luôn luôn hơi rượu làm cho cô oanh mặt đỏ phừng phừng lại làm cho lòng cô vui vẻ muốn nói muốn cười bởi vậy nghe mấy lời của ông hội đồng đàn trêu ghẹo mà cô không ái ngại cô lại cười ngất và nói đánh ông như vậy chắc bà ở nhà cực lòng lắm Lúc này tôi không có vợ, nhà tôi mất hồi năm kia. Từ ấy cho đến nay, tôi có ý muốn kiếm chỗ đặng chấp nối. Nhưng vì chưa gặp cô nào đồng tâm hiệp ý, nên tôi vẫn còn ở trơ trọi một mình. Ông trọng tuổi rồi mà kén vợ dữ ha. Vợ là người bạn trăm năm, lại tôi ngồi cái địa vị phú quý, Ai làm vợ tôi thì sung sướng sang trọng Ở nhà lầu đi xe hơi đeo hộp xoàn Mà lại được người ta kêu là bà hội đồng Tự nhiên tôi phải kén chọn người có tư cách làm bà lớn Chứ lảm xạm làm sao mà được Ông kén như vậy thì ông phải chọn người trọng tuổi một chút Chứ gái mới lớn lên thì chắc không có đủ tư cách theo lời ông nói đó phải gái mới lớn lên tánh còn lao chao tôi sợ e không xứng đáng làm bà lớn phải người có tuổi ít nào cũng hâm 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 sáo có kinh nghiệm việc đời mới được vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời hoặc là đàn bà quá rồi phải hoặc là đàn bà có chồng rồi mà vì gia đình không hòa thuận nên mà phải ly dị thì cũng được cô anh lơ đảng nhìn trăng trân ly rượu cặp mắt lờ đờ hội đồng đàn rót rượu thêm và mời cô uống thì cô bưng ly uống liền uống một hơi hết hai phần ly không suy nghĩ không ái ngại như lúc đầu nữa bây giờ mặt tay tay chân của cô đều đỏ hết cô ngồi dựa ngửa trên ghế miệng chúm chím cười dùng nhang coi càng thêm đẹp Hội đồng đàn mất đồng hồ nhỏ trong túi ra coi, rồi nói, Gần 10 giờ rồi, 12 giờ rồi, à, mời cô nhảy chơi vài cấp nữa, rồi mình đi kiếm đồ ăn lót lòng. Cô anh đứng dậy mà hơi rượu bị lừng lên nên cặp mắt choáng váng Hội đồng đàn liền trả tiền rượu, rồi bước lại cặp tay cô mà dắt đi, cô vừa đi vừa cười mà nói, bị rượu làm cho mắt em nó choáng váng chân bước không vững em sợ em nhảy nữa không có được hội đồng đàn đứng lại nhìn cô rồi cười mà nói mặt cô đỏ quá chắc cô say rồi tại ông đó nha em nói là em không biết uống rượu ai biểu ông ép xin cô tha lỗi tôi không về cô yếu rượu như thế cô đương say nếu nhảy thì cô phải chấm mà Vậy tôi mời cô đi xe một vòng mà hướng gió và kiếm cái chỗ nào ăn súp tặng mà giả rượu rồi mình sẽ trở lại. Đi đâu? Cô muốn đi đâu cũng được hết, lên xe rồi sẽ liệu. Em muốn cậy ông đưa em về vì chán váng quá nên em muốn nằm mà nhà nghỉ thôi. Được, để em nói cho chị Tuyết hay, đặng chừng nào về chỉ khỏi kiếm em, xin ông đứng đây chờ em, để em đi kiếm chị Tuyết. Để tôi dắt cô đi, không có hại gì đâu. Hai người dắt nhau đi một vòng, gặp cô Tuyết đương đứng nói chuyện với một đám đàn ông, cô oanh bèn vỗ vai cô Tuyết mà nói. Chị Tuyết, em về trước nghe hôn. Ủa, sao chị về sớm vậy? Em mệt nên không đi chơi được nữa. Chị về cách nào? Có anh hội đồng đây, là người gốc ở Trà Ôn, bà con với em, chịu cho xe hơi đưa em về. À, nếu vậy thì được, thôi chị về trước đi, kẹo ảnh trong. Chị quỷ. Cô Oanh vả miệng cô Tuyết, rồi xoay lưng mà đi với hội đồng đàn. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc là kiêu ngạo trông chóng ngó cô còn ông hội đồng thì đưa tay chào những người quen khí sắc hân hoan mãn nguyện như một vị tướng quân thắng trận đường kéo quân nhập thành ra đường rồi ông hội đồng dắt cô đi dài theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà kiếm xe của ông vừa đi vừa nói cô đừng say rượu nếu về nhà ngủ liền thì không tốt vậy tôi xin mời cô đi chơi một vòng đặng hứng gió mà giả rượu lên xuân trường ăn súp chơi rồi tôi sẽ đưa cô về cảm ơn ông em đi không có tiện Tại sao mà cô ngái ngại Khuya rồi Đi như vậy Rồi biết chừng nào Mới về tới nhà Chưa tới 12 giờ mà khuya giống gì Cô đi chơi với tôi một chút Chừng nào cô muốn về Thì tôi sẽ đưa cô về liền Thôi Đi chừng một giờ mà thôi Nghe không Em không chịu đi lâu hơn nữa Được Cô muốn đi bao lâu tự ý cô đi tới một cái xe hơi mới tinh sơn màu đỏ kiểu kim thời ông hội đồng mở cửa vặn đèn rồi mời cô anh lên xe cô đứng dụ dự ngó cái xe rồi ngó ông cười và nói thôi để em kêu xe kéo em về em có chồng mà đi như vậy thì kỳ quá ông hội đồng lấy tay xô nhẹ nhẹ cái lưng cô và nói anh em bà con một xứ mà ngại cái giống gì đi chơi một chút có ai hay đâu mà sợ đời văn minh đàn bà đi chơi với đàn ông là sự thường có gì lạ đâu xin cô lên xe đừng có rụt rè như là gái nhà quê có có được không cô anh ngó ông hội đồng cười rồi bước lên xe gọn gàng Ông hội đồng leo theo, ngồi một bên cô, rồi kêu sốt phơ mà dặn. Đi lên xuân trường, em, đi chậm chậm, đặng hứng gió, đường có chạy mau nghe không? Xe rút chạy, đèn trong môi, dội mặt cô anh coi sáng rỡ, mà lại khoái lạc vô cùng. Ông hội đồng với tay, lấy cái bóp của cô đương cầm mà để bên mình, ông già nói. Cô xài cái bóp xưa quá! em tính mua cái bóp khác mà chưa có giờ rảnh đặng đi mua đó người đẹp như cô phải mua cái thứ bóp hai mươi mấy đồng xài coi mới được ông tưởng em là vợ của bá hộ hay sao nên xài cái bóp nhiều tiền như vậy mua thứ mười đồng cũng đã tốt rồi để mai mốt tôi mua cho một cái thiệt tốt tặng cô mà làm vật kỷ niệm chơi em đâu dám nhận lãnh Sao lại không dám Của bà con anh em tặng Mà ngại cái nỗi gì Cô anh chúm chím cười Ông hội đầm cầm vạt áo của cô lên Mà coi lắc đầu Nói cô mặc áo Cũng rẻ tiền quá Tôi lấy làm tiếc Người có sắc có duyên Đáng yêu đáng trọng như cô Mà trời lại khiến cái mạng không giàu sang Đặng lên xe xuống ngựa Mặc cái áo tốt đeo hột xoàng để cho mấy cô thô lỗ xuống quắc họ giàu sang rồi họ ăn mặc đồ tốt mà đồ ra đồ người thì ra người coi nó kỳ cục quá nếu tôi mà có một người vợ như cô chắc là tôi cưng lắm tôi không cho làm đậm tới móng tay tôi cũng không cho đi bộ một bước bận áo là phải bốn năm chục đồng một cái đi giày là phải mấy chục đồng một đôi tôi mới chịu nếu vậy thì bà hồi trước chắc là sung sướng lắm, sung sướng lắm mà vậy mà sao không sống đặng hưởng chứ? Tại mạng trời biết làm sao mà bây giờ ai chịu làm vỡ tôi cũng sung sướng như vậy nữa lúc ấy xe hà thủng thẳng chạy qua tới cầu Bình Lợi ông hội đồng ngó cô oanh mà nói tiếp tôi mà có được người vợ như cô thì cho cho đeo xoàng cùng mình hết bọng tay cũng phải một cặp hộp xoàng thiệt lớn nút áo cũng phải gắn hộp xoàng cườm tay thì phải đeo vòng nhẫn hộp xoàng đắng năm bảy ngàn ngón tay á thì đeo cà rá cũng phải hộp xoàn ông nói và rờ tay rờ ngực rờ cườm tay rờ ngón tay cô anh cô ngồi trăng trăng miệng cứ chấm chím cười không nói một tiếng gì hết mà cũng không có phủi tay ông ông thông hiểu tâm lý đàn bà nên thấy cử chỉ của cô như vậy thì ông cười ngồi xích lại một bên mình cô rồi thình lình nắm tay cô mà hung cô xô ông và chỉ sắp phơ nói nhỏ nhỏ sắp phơ kìa ông cũng đáp nhỏ nhỏ người của tôi sống sao mà sợ ông lại giới tay tắt ngọn đèn trên mui xe rồi choàng tay ôm mình cô tiếng máy xe chạy nghe vo vo đèn gọi phía trước sáng lòe còn ở trong xe thì im liềm lặng lẽ chỉ lâu lâu á, nghe tiếng ông hội đồng nói lào xào với tiếng cô anh cười nho nhỏ mà thôi Xe lên tới Xuân Trường, ông hội đồng biểu phơ ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe, nắm tay, dắt cô Oanh bước xuống, vì đêm nay có giả yến dưới Sài Gòn, nên nhà hàng trên này không có khách. Ông hội đồng lựa một cái bàn để dưới gốc cây khuất tịch, kính đáo, ông mới dắt cô Oanh lại mà ngồi, rồi biểu bưng xúc và lấy rượu chát hai người ngồi ăn uống nói chuyện nhỏ nhỏ coi bộ thân mật mà lại vui vẻ vô cùng ăn uống xong rồi mới dắt nhau lên xe trở về xuống tới chợ thủ đức ông hội đồng dậy sấp phơ ngừng xe lại ông cho một đồng bạc và biểu vô quán mặn nem ông lại nói với cô anh bây giờ hai đứa mình ra phía trước mà ngồi qua cầm tay bánh chạy đi chơi một lát cô anh dụ dự hỏi đi đâu nữa khuya quá xin anh đưa giúp em về mới có một giờ rưỡi đi chơi chừng nửa giờ để sắp phơ ăn rồi mình lại rước nó về luôn thể chứ anh báo hại về tới nhà sáng bé cho mà coi không có đâu qua hứa chắc qua sẽ đưa em về trước ba giờ cô anh bèn ra phía trước mà ngồi với ông hội đồng ông mở máy cho xe chạy vòng theo chợ rồi quanh qua đường bí bình đức đúng hai giờ rưỡi xe mới trở lại ông hội đồng với cô oanh ra phía sau ngồi sắp phơ lên cầm tay bánh chạy về sài gòn gần tới nhà cô anh biểu sắp phơ ngừng xe lại rồi bước xuống xe ông hội đồng nắm tay từ gã cô và nói Em nhớ nghe hôm, đúng 3 giờ chiều mai, à, xe qua đây rước ngay trước chợ Tân Định. Cô anh gật đầu mà cười, ông hội đồng biểu sắp phơ đi. Trường 4 Một chủ nhật, lối 8 giờ sớm mời thầy Thiện ngồi dạy con Yến học ABC. Thầy chỉ chữ nào, con nhỏ đều nói trúng chữ nấy thầy rất vui lòng nên vỗ đầu con mà nói con học giỏi lắm mới có mấy tuần nay mà con đã biết mặt chữ hết rồi sáng mai vô trường con thưa với thầy cô giáo dạy con học vần xuôi đi nghe không con con yến được khen thì toại chí nên nói Chịu hôm qua cô có nói để thứ hai cô sẽ dạy con học bờ a ba, ba ba bờ ba sắc ba ba ừ phải học một cái đó à cô nói để cô dạy con học viết nữa ừ để mai mốt ba sẽ mua tập mua viết cho con học viết con ráng học cho giỏi rồi thứ năm chủ nhật ba biểu má dắt con đi coi hát bóng con ưa ừ, coi hát bóng đà con muốn đi vô vườn bách thú đặng có chim chơi cũng được nhưng con muốn đi coi vườn bách thú thì má cũng sẽ dắt con đi sao ba không đi với con Ba mắt làm việc hoài, có rảnh đâu mà đi với con được. Cô anh ở trong buồn bước ra, bữa nay cô mặc một bộ đồ thiệt tốt, tay ta cầm một cái bóp thiệt đẹp, chân mang một đôi giày cũng thiệt mới. Cô Yến vừa ngó thấy thì nói, má vẫn áo tốt dữ. Cô anh bước lại trước tấm kiến mà soi mình, không nói chi hết. Còn Yến hỏi, má đi đâu vậy má? Cô anh không hèm dai lại, mà cô lại nản nớn tao muốn đi đâu tao đi hỏi làm gì con gái ngó cha mà coi mặt buồn thiêu thầy thiện thấy vậy bèn nói với vợ mình có đi chợ thì cho em nó đi giới nó học cả tuần đến chủ nhật cho nó đi chơi chút đỉnh cho nó vui dắt theo lòng thầm. ai chịu cho được nè tôi không có đi chợ nào hết tôi lên thủ dầu một lẫn đi làm chia trên thủ dầu một Chị Tuyết muốn mua sở cao su miệt trên nên chị rủ tôi đi coi chơi. Cô Tuyết muốn mua giường thì cổ đi coi chứ mình đi làm gì. Kiếm chuyện đi, hãy đi chơi với chị em người ta thì cứ theo mà khích bác. Không, tôi nói chuyện mà nghe, chứ khích bác nổi gì. Thở nay mình muốn đi đâu mình đi, tôi có ngăn cản bao giờ đâu. Cản sao được mà cản, thầy thiện rùng vai mà ngó chỗ khác. Cô Oanh bước ra cửa, kêu xe kéo, thầy thiện hỏi vói. Mình đi chơi tới chừng nào mới về, nói cho tôi biết, đặng chờ ăn cơm. Ở nhà cha con ăn cơm đi, đừng có chờ, mua đồ đem theo xe mà ăn, không có gì ăn cơm đâu, không biết chừng, tối tôi mới về. Cô Oanh nói mấy lời, rồi lên xe kéo đi tuốt thầy thiện kêu quan sáo biểu dắt em ra trước chơi rồi thầy ngồi chấm tay trên bàn viết mở một cuốn sách để trước mặt mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng thầy ngồi trắng trắng rót một giờ rồi thầy bước vô trong mà rửa mặt chị thình đi chợ về mắt lo làm cá nấu cơm ở nhà sau nên phía trước im liềm thầy thiện chịu sự vắng vẻ ấy không được muốn kiếm con đặng chọc cho nó nói đỏ đẻ cho vui mà ra trước nhà đứng ngó thì con sáo đã dắt con yến đi đâu mất Thầy dòm qua nhà cô Lý, thấy cô đương ngồi tại bàn viết. Thầy mới vô, khép cửa lại, rồi bước qua nhà cô. Cô Lý mặc một cái quần lãnh đen với hai cái áo bà ba vải trắng. Thấy thầy thiện bước vô, thì chào hỏi, mời ngồi, rồi lật đật đi vô buồn, thay áo mà mặc một cái áo dài bằng nhiễu đen, đặng hầu chuyện với khách cho đủ lễ. Cô thấy thầy ngồi im liềm, sắc mặt không vui. Cô muốn ghẹo cho thầy nói chuyện, nên hỏi. Bữa nay chủ nhật anh không đi chơi hay sao? Thầy lắc đầu mà đáp cục ngủ. Không. Cô kéo ghế ngồi ngang với thầy mà nói nữa. Nếu anh cho phép thì em sẽ làm một ly cà phê đãi anh. Cảm ơn cô. Hồi sớm mơi tôi uống cà phê rồi. Vậy anh uống nước trà hay không? xin cô đừng có lo, tôi không có khát nước. Bữa nay sao chưa thấy cháu Yến qua bên này chơi? Còn Sáu mới dắt nó đi chơi. Cháu mới tập đi học mà coi bộ sáng suốt lắm. Em chắc ngày sau cháu sẽ trở nên là một trò giỏi trong lớp đó. Nhờ có cô dìu dắt nên nó học được. Thiệt tôi mừng quá. Cảm ơn của cô chẳng bao giờ tôi dám quên. Có ơn gì đâu, em làm giáo sư, tự nhiên em phải khuyến dụ mà kiếm học trò chứ. Còn bộ tiểu thuyết về phong tục, hôm nay anh đã soạn xong rồi hay chưa? Thầy thiện châu mài, hơ thở dài một cái, rồi ngó chỗ khác mà đáp. Tôi viết rồi, nhưng mà chắc phải bỏ, chứ không thể xuất bản được. Ủa, sao vậy? Tôi nghĩ lại thì những lý tưởng trong đó nó non nớt lắm, không được đúng đắn. Hôm nọ ngồi đàm luận phong tục với em, anh bài giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không đúng đắn? Tại tâm hồn của tôi dời đổi rồi, những cái lý tưởng hôm nọ tôi cho là hay, bây giờ tôi coi lại thì nó dở ẹc à. Có lẽ nào mà mới mấy tuần nay mà anh lại đổi hẳn cái tâm hồn như vậy được. Được lắm chứ, mấy tuần đã là nhiều lắm rồi. Con người á, hãy gặp ức á, thì tâm hồn có thể đổi trong giây phút được. Nếu em không sợ anh trách em tập mạch thì chắc em sẽ hỏi anh coi vì cái cớ nào mà anh đổi tâm hồn mau như vậy. Thầy Thiện không đáp lại, thầy ngồi lặng thinh một hồi rồi đáp bộ tiểu thuyết của tôi tôi nhiệt liệt bên vực quyền tự do giao thiệp của đàn bà mà hôm nọ nói chuyện với cô tôi cũng tán tụng cái lý thuyết đó cô có cãi lại rằng đời này phải để cho người đàn bà hưởng tự do mới thích hợp với trình độ tấn hóa nhưng cái quyền tự do có giới hạn cũng như là các quyền khác phần nhiều đàn bà của mình ít học nên sợ e họ không hiểu cái giới hạn đến chỗ nào rồi họ trèo leo ra ngoài vòng mà sanh họa mấy cái lời của cô cải như vậy tới bữa nay tôi mới biết thiệt là đúng đắn hôm nọ vui miệng em cãi với anh mà chơi chơi về vấn đề ấy em cũng không có khảo cứu nên em không dám đoán quyết không cô nói trúng lý lắm đàn bà của mình phần nhiều không có đủ giáo dục nên nó giao quyền tự do giao thiệp cho họ cầm thiệt là hiểm nghèo họ cầm cái quyền ấy chẳng khác nào con nít cầm gươm cầm dao nó vút vắt một lát rồi nó phải đứt tay mà có khi nó làm đứt tay đứt chân tới với người khác nữa phong tục muốn đàn bà được hoàn toàn tự do anh viết tiểu thuyết mà bên các lý thuyết ấy thì hạt thời lắm đã vậy mà hôm trước anh nói anh chỉ khích bác cái chỗ xấu chỗ hại của phong tục thế thì có chỗ gì không chính đáng mà anh ngại tại tôi binh vực cái lý thuyết như vậy đó nên cái bộ tiểu thuyết của tôi nó mới hư còn khích bác chỗ xấu của phong tục thì tôi nói yếu ớt lắm nên coi lại tôi không vừa ý thế nào tôi cũng bỏ mà viết lại bộ khác mà hãy tôi viết lại thì chắc tôi sẽ viết khác hẳn anh có công kích quyền tự do của đàn bà hay sao phải tôi sẽ nghịch hẳn với cái phong tục khốn nạn đó tôi phải khuyên những người có vợ phải nhốt vợ ở nhà đừng có cho đi đâu hết nếu họ muốn gia đình khỏi bị tan rã em không hiểu mà tại sao bữa nay anh lại oán đàn bà dữ vậy? thầy thiện nghe mấy lời ấy thì trâu mài trợn mắt nói luôn một dọc không oán sao được cô tôi oán lắm tôi thù lắm đàn bà mới quyền tự do Hứ, khéo bài chuyện đặng mà phá gia đình khốn nạn lắm thầy nói rồi thầy chống tay lên trán rưng rưng nước mắt bộ tức giận lại đau đớn lắm cô lý biết thầy uất ức về việc gia đình cô muốn khuyên giải song không rõ tâm sự của thầy cô không biết phải nói thế nào nên cô ngồi lặng thinh mà ngó thầy thiện cũng ngồi im liềm hồi lâu rồi thầy lấy khăn lau nước mắt và nói qua nhà cô chơi mà tôi nói ồn ào lại nói những lời bất nhã thiệt tôi có lỗi nhiều lắm Xin cô tha thứ cho tôi. Anh em bàn luận mà chơi có hại gì đâu, huống chi anh có nói tiếng nào mất lòng em đâu mà anh phải xin lỗi. Vì giận nên tôi có nói nặng lời một chút, đừng bà có kẻ quấy mà cũng có người phải, chứ không phải hết thảy điều quấy nên tôi không được nói xô so bồ. Lớp xô so bộn như vậy Tại tôi phiền đàn bà của tôi quá Sự phiền ấy nó tràn trề trong óc Nên hãy mở miệng Thì lọt ra những cái lời tháng quán đó Vợ chồng ở một nhà Làm sao mà khỏi xích mích chút đỉnh Xin anh chẳng nên nhớ tới những cái việc nhỏ mọn như vậy Mà phiền lòng Không, vợ chồng tôi có xích mích đâu Tôi có vợ đã 6-7 năm nay, chẳng có bao giờ tôi nói nặng nề với vợ một tiếng nào hết tôi là một người đàn ông có học thức Tôi yêu vợ tôi mà tôi lại trọng vợ lắm Tôi có phiền vợ tôi đâu Ấy là vì tôi thấy vợ tôi nó không có biết thương, nó biết thương tôi Không biết trọng lại tôi Nó làm cho tôi đau đớn, buồn rầu Mà có bộ nó không biết ăn năn Nó cứ thẳng tới hoài Thế nên tôi chết nó cũng không có tiếc chị oanh yêu chồng lắm có lẽ nào chị có cái thái độ kỳ cục như anh nói đó vậy nói chuyện với cô mà tôi đem cử chỉ của vợ tôi ra đặng trách móc thì bất nhã thì nhưng vì sự phiền não nó tràn trề trong lòng tôi không thể tôi nín được cô là chị em với vợ tôi nên tôi phải nói cho cô nghe đặng cô phán đoán coi tôi trách vợ tôi ưng cho nó hay là nó bị oan cô vẫn phải biết thỏa nay tôi để cho vợ tôi thông thả lắm muốn đi đâu là đi hay là chơi với ai đều tự do chẳng bao giờ tôi cấm cản ban đêm đi coi hát hay đi khiêu vũ với chị em đến gần sáng mới về tôi cũng không có rầy tôi nghĩ vợ vì tôi có tánh ham vui xong nó thương tôi nên tôi không nghĩ chi hết thở nay đi cũng tuy cũng có đi chơi xong lâu lâu mới đi một bữa có lúc sau này nó đi thường quá đi ngày đi đêm đi hoài không biết đi đâu không kể đến chồng con gì nữa hết đã vậy mà cách ăn mặc của nó coi lại khác hơn hồi trước nó làm cho tôi phải ái ngại lo sợ quá sức cực lòng cực trí không biết chừng nào anh nói bao nhiêu đó cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi anh sanh chứng ghen chứ gì nữa không phải là tôi ghen nếu vợ tôi nó hết thương tôi nó lấy người khác thì tôi ghen làm gì tôi lo là lo cho vợ tôi nó ham vui rồi nó hư thân nó tôi sợ là sợ gia đình tan rã rồi con yến bơ vơ tội nghiệp mà thôi thầy thiện nói tới đó rồi chảy nước mắt nữa cô lý thở dài mà nói anh lo sợ như vậy không phải là vô lý sao anh không than thở với chị và khuyên chị đừng có đi chơi nữa hễ tôi mở miệng thì vợ tôi nói tôi áp chế nó khi tôi thủ cựu nó mắng tôi ghen bậy nên có cắt nghĩa phải quấy gì được đâu tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ tôi cô làm ơn khuyên giải giùm cho nó đừng có đi chơi nữa nếu cô đổi tánh ý được vợ tôi thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm luôn vậy đó em sẽ ráng sức mà anh cũng dùng lời phải trái khuyên chị nữa mới được chứ phải tôi cũng khuyên theo phần tôi chứ sao con Yến đi chơi về. Nó thấy cha ngồi bên nhà cô Lý thì chạy qua, chắp tay xá chủ nhà, rồi đứng một bên cha. Thầy thiện nghĩ trước mặt con không lẽ nói chuyện vợ nữa, nên đứng dậy từ giả cô Lý mà về. Cô Lý ôm mặt con Yến mà hung, rồi đưa cha con thầy thiện ra cửa. Thầy thiện dây lại nói, xin cô nhớ nói dùm tôi chuyện ấy. Cô Lý gật đầu, Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe hết phần 1 truyện bỏ chồng của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ hai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.